Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chuyên mục Văn hóa và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tuần này có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn mặt đời sống có chuyên đề về đầu tư hạ tầng xử lý rác thải sinh hoạt, đề cập đến tình trạng tập kết rác bừa bãi không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường, đồng thời đưa ra giải pháp tăng cường triển khai đầu tư các nhà máy xử lý rác sinh hoạt. Mục Chuyện làng quê có câu chuyện về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang ở xã Văn Nhuệ, huyện Ân Thi. Mục Nghe đẹp xứ Nhãn là tấm gương em Nguyễn Hữu Trường Giang ở xã Hồng An, huyện Kim Động đam mê hát chèo. Thưa quý vị, tập kết xử lý rác thải sinh hoạt đang là bài toán nan giải đối với các địa phương và ngành chức năng. Rác ngày một tăng trong khi lượng rác được xử lý đúng cách lại hạn chế do hạ tầng còn thiếu, tiến độ thực hiện các dự án xử lý rác thải tập trung còn chậm. Thế nên, việc xử lý rác thải sinh hoạt hiện nay mỗi nơi là một khác, thậm chí có tình trạng tập kết rác bừa bãi không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến mỹ quan của các tuyến đường, khu vực dân cư. Trên đường Tô Quyền, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, có một đoạn dài rác ứ động từ điểm tập kết đã quá tải tràn ra lòng đường. Đây là bãi rác tập trung của xã Nghĩa Trụ. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ra thông báo đóng cửa bãi rác này từ ngày 31 tháng 12 năm 2022. Yêu cầu xã Nghĩa Trụ không đổ rác ra khu vực này do vị trí bãi rác sát với khu đô thị Vinhome Ocean Park 2 và 3. Thế nhưng hiện nay, các tổ vệ sinh môi trường trong xã Nghĩa Trụ hàng ngày vẫn đổ hàng tấn rác sinh hoạt ra bãi rác, khiến một lượng rác lớn ứ động lâu ngày tràn cả ra đường. Thậm chí có tình trạng đốt rác tự phát trái quy định, phát tán khói bụi và mùi khét đến khu vực dân cư. Bây giờ trong lành như thế này mà đốt rác thì nó thấy khó chịu, ảnh hưởng nói chung là khí độc. Lý giải về nguyên nhân chưa đóng cửa bãi rác theo thông báo của tỉnh, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Trụ cho biết mới được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận vị trí khu tập kết rác tạm thời diện tích 2 hectare ở cánh đồng thôn 12 xa khu dân cư. Tuy nhiên, để hình thành được khu tập kết rác mới thì cần phải chờ một thời gian dài để thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và xây dựng. Khối lượng rác thì ngày một nhiều do lượng công nhân và người dân địa phương thải ra, thì để đảm bảo cảnh quan môi trường cũng như là việc xử lý rác được hiệu quả thì Ủy ban xã đã quy hoạch vị trí tại thôn 12 và đã được Sở Xây dựng chấp thuận vị trí. Ủy ban xã thì đang từng bước là hoàn thiện cái hồ sơ là rà soát quy chủ. Tại tổ dân phố Văn Nhuế, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào cũng đang có một điểm tập kết trung chuyển rác được bố trí không hợp lý ngay sát khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường đến hàng chục hộ dân. Hàng ngày, rác được tổ vệ sinh môi trường tập kết về đây để vận chuyển đi xử lý. Thế nhưng, đang có một lượng lớn rác tồn đọng tại điểm tập kết rác này, mặt khác lại ngay trước cửa của nhiều hộ dân, khiến người dân không khỏi bức xúc. Tôi thấy là không hiểu lý do gì tổ chức chính quyền làm sao lại để cái bãi rác ở ngay khu dân cư của chúng tôi đang sinh sống. Nó rất là gây ô nhiễm, mùi hôi thối hàng ngày, nhất là những ngày nóng bức, nó bốc mùi không thể ngửi được. Và thứ hai là ruồi muỗi nó phát triển rất là nhiều. Thực tế về bãi rác, điểm tập kết rác được quy hoạch, bố trí chưa đúng quy định hoặc chậm di rời cho phù hợp với thực tế không chỉ diễn ra ở hai địa phương vừa nêu trên mà còn xảy ra ở nhiều địa phương khác, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và môi trường ở khu dân cư. Theo ước tính của Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên, tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh là khoảng 800 tấn trên ngày, trong đó mới chỉ có một nửa lượng rác được xử lý hợp vệ sinh bằng các phương pháp khác nhau, còn lại là tồn đọng ở các địa phương. Thực tế này đòi hỏi cần phải tăng cường đầu tư hạ tầng xử lý rác, nhất là các nhà máy xử lý rác bằng công nghệ đốt hiện đại hợp vệ sinh. Hiện nay, mỗi ngày chỉ có khoảng 170 tấn rác sinh hoạt trong tổng số 800 tấn rác phát sinh được xử lý bằng công nghệ đốt tại hai nhà máy. Trong đó, công ty Urenco 11 trên địa bàn xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm tiếp nhận và xử lý rác nhiều nhất với 138 tấn trên ngày với hai lò đốt rác. Một nhà máy đốt rác khác đang hoạt động là nhà máy xử lý rác Dị Sử ở thị xã Mỹ Hào do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý và vận hành với một lò đốt rác công suất 30 tấn trên ngày. Mặc dù công suất thiết kế ban đầu của nhà máy này là 50 tấn trên ngày, song do cơ sở vật chất, hạ tầng xử lý rác xuống cấp, kinh nghiệm quản lý và vận hành còn hạn chế nên công suất xử lý rác không cao, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Đề xuất đến tỉnh, Ủy ban tỉnh muốn là một là cho nâng cho cái đơn giá, tại vì cái đơn giá có như là bây giờ nó thấp, cái nguồn thu như là không đạt được như là với cái chi phí nó. Cái thứ hai nữa là hàng năm xin Ủy ban tỉnh bổ sung cho
thêm cho kinh phí coi như là để coi như là nò, coi như là sửa chữa và coi như là nâng cấp cải tạo. Theo ước tính của ngành chức năng, lượng rác thải phát sinh hàng ngày trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cần được xử lý bằng công nghệ đốt là 600 tấn trên ngày. Tuy nhiên, thực tế hạ tầng hai nhà máy đốt rác hiện nay chỉ đáp ứng chưa được 1/3 lượng rác. Ngày 22 tháng 10 vừa qua, tỉnh ủy Hưng Yên ban hành thông báo ý kiến của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tình hình phát sinh, thu gom, xử lý và tiến độ triển khai các dự án xử lý rác trên địa bàn tỉnh. Trong đó đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà máy xử lý rác sinh hoạt đã có chủ trương đầu tư. Trong các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã nhiều lần thông tin cho cử tri và nhân dân về vấn đề này. Trong nhiệm kỳ này phải xử lý hết toàn bộ lượng rác thải 800 tấn một ngày. Thế là cái nhu cầu thì cái khả năng kia là cái phát sinh càng ngày nó tăng lên, không phải là 800 tấn một ngày nữa có thể tăng hơn, nhưng mà sẽ xây dựng một hệ thống tiếp nhận, các nhà đầu tư phải có công suất xử lý hàng ngày mỗi ngày khoảng một ít nhất là 1.000 tấn một ngày thì mới đáp ứng được nhiệm vụ cái lượng rác thải ra. Thì tỉnh đã bố trí 5 cái nhà máy ở trên địa bàn tỉnh. Trong số các dự án nhà máy xử lý rác đang được triển khai thì dự án nhà máy xử lý rác thải Phù Cừ trên địa bàn xã Đòn Đào, diện tích 4,5 ha, công suất lò đốt rác 100 tấn trên ngày do công ty trách nhiệm hữu hạn Môi trường Huy Anh làm chủ đầu tư vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư. Theo dự kiến, nhà máy sẽ vận hành lò đốt rác giai đoạn 1 vào cuối năm 2024. Nhân dân ở thôn cũng là tạo điều kiện, thứ nhất là về cái mặt bằng. Khi giao mặt bằng cho đơn vị thì cũng rất là nhanh và tích cực. Trong thời gian ngắn đã đơn vị cũng đã có mặt bằng. Bà con thì cũng rất mong muốn là nhà máy đi vào hoạt động để có những cái xử lý rác thải được theo cái quy chuẩn này. Trong khi chờ các dự án nhà máy xử lý rác thải triển khai và đi vào hoạt động trong thời gian tới thì các địa phương cần chú trọng xử lý lượng rác sinh hoạt tại chỗ đang ứ đọng ở các bãi rác, điểm tập kết rác, đồng thời tuyên truyền vận động người dân tích cực phân loại xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình nhằm giảm lượng rác thải phát sinh ra môi trường. Huyện Tiên Lữ hiện có 50 bãi chứa rác ở các xã thị trấn và một điểm tập kết trung chuyển rác của huyện, diện tích 1,5 ha. Hầu hết lượng rác đều tồn đọng đã lâu, không được vận chuyển đi xử lý do không có nơi tiếp nhận xử lý bằng công nghệ đốt. Trong khi đó, mỗi ngày, huyện Tiên Lữ phát sinh gần 50 tấn rác. Trước thực tế này, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Lữ tăng cường phun chế phẩm vi sinh cùng với đảo trộn tại các bãi rác nhằm làm cho rác hữu cơ phân hủy, đồng thời hạn chế mùi từ bãi rác. Chế phẩm sinh học này nó sẽ xử lý được các chất thải hữu cơ. Mà chất thải hữu cơ thì chiếm cái lượng tương đối lớn ở trong thành phần cái rác thải sinh hoạt này. Và khi dùng chế phẩm sinh học này thì cái lượng rác thải hữu cơ giảm được từ 30 đến 50%. Khi mà các cái khu xử lý rác thải của tỉnh hoạt động thì sẽ tổ chức phân loại và vận chuyển đến để xử lý tại các điểm chung của tỉnh theo quy định. Nhằm có nơi chứa lượng rác phát sinh ngày một lớn, Ủy ban Nhân dân huyện Ân Thi đã đầu tư xây dựng các điểm tập kết rác hợp vệ sinh, kết hợp vận chuyển và xử lý rác tại chỗ bằng chế phẩm vi sinh. Điểm tập kết rác xã Hùng Quang, diện tích hơn 2.000 m², được huyện đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2021. Đến nay, vẫn gọn gàng, không bị quá tải do sự quản lý sát sao của chính quyền địa phương. Lúc này thì chúng ta có thể vun gọn và đặc biệt là cái tổ hót rác là làm sao là đổ cho nó gọn, đến đâu là đùn vào đến đấy, chứ không đổ giải bày ra cái bãi rác là tránh nó đầy và ùn tắc ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Xã Thắng Lợi là địa phương có tỷ lệ phân loại rác thải hữu cơ tại hộ gia đình cao nhất huyện Văn Giang. Tuy nhiên, việc thu gom và vận chuyển rác đến nơi xử lý tập trung vẫn lẫn lộn rác hữu cơ và vô cơ, chưa có bãi rác riêng biệt để xử lý hai loại rác. Chính vì vậy, ba bãi rác trong xã đang quá tải. Để giải quyết vấn đề này, xã Thắng Lợi đang có kế hoạch xây dựng một bãi rác mới ở thôn Sâm Hồng, trong đó có khu xử lý rác hữu cơ và vô cơ riêng biệt. Năm 2024 thì với kế hoạch địa phương xã Thắng Lợi chúng tôi cũng triển khai xây dựng một bãi rác ở khu vực phía Nam để đảm bảo giảm tải cho khu bãi rác thuộc ba thôn ở ngoài đê. Bên cạnh các giải pháp xử lý rác của chính quyền địa phương và ngành chức năng thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức đảm bảo vệ sinh môi trường, tự phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình, góp phần giải quyết bài toán rác thải ứ đọng hiện nay. Thưa quý vị,
Thời gian qua, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn xã Văn Nhuệ, huyện Ân Thi đã tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ. Vào tháng 8 vừa qua, gia đình ông Nguyễn Văn Toàn đã tổ chức lễ cưới cho con trai. Thay vì tổ chức lễ ăn hỏi và lễ cưới rỉnh rang, thì gia đình ông chỉ tổ chức gói gọn trong vòng một ngày với khoảng 7 mâm cỗ, mời nội ngoại hai bên gia đình mà thôi. Còn khách đến chúc mừng cho đôi trẻ sẽ được mời trà nước, bánh kẹo. Đúng vào ngày chủ nhật hay là tôi nói thật là cũng hạn chế, tức là cũng chỉ gói gọn trong cái phạm vi trong một ngày hôm đấy thôi, là cũng chỉ bánh kẹo các cái thôi, chứ cũng không bảo là rườm rà như trước là phải mấy ngày. Quan trọng là các cháu nó cứ hạnh phúc thôi, chứ không nhất thiết là mình phải vào cỗ to cỗ nhỏ. Còn gia đình của ông Nguyễn Văn Diệu đã làm đám tang cho cụ bà vào đầu tháng 10 vừa qua. Việc tang được gia đình tổ chức trang nghiêm, tiết kiệm, theo đúng quy định, thực hiện nếp sống văn minh. Gia đình tôi thì thực hiện nghiêm chỉnh cái nếp sống văn minh của địa phương. Là bà cháu chết thì mang đi hỏa táng, xong là về mai táng ở Nghĩa Trang. Thì làm vài mâm cơm con cháu ăn, anh em trong nhà thôi, chứ không có cỗ bàn gì. Từ đầu năm 2023 đến nay, xã Văn Nhuệ có 32 trường hợp đăng ký kết hôn. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động từ cơ sở, nên hầu hết các đám cưới được đơn giản hóa về thủ tục, tổ chức cưới trang trọng, tiết kiệm, loại bỏ các thủ tục rườm rà, lạc hậu. Việc tang cũng được tổ chức phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc, hoàn cảnh gia đình có người qua đời, với tỷ lệ trường hợp hỏa táng ngày càng cao. Từ năm 2020 đến nay, các gia đình khi có người qua đời không thuê kèn trống, giảm hết các cái thủ tục là khóc thuê, rồi là nhạc sống và tổ chức làm cơm mời khách, là cái đó là đã thực hiện triệt để. Các gia đình thực hiện các cái thủ tục trong việc cưới là theo cái phong tục truyền thống là rất là đơn giản, gọn nhẹ, nó cũng phản ánh được cái ý thức của người dân trong cái việc thực hiện cái xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang sẽ góp phần xây dựng đời sống văn hóa tiên tiến trong cộng đồng dân cư, xây dựng xã hội ngày càng văn minh, phát triển. Thưa quý vị, con nhỏ tuổi nhưng em Nguyễn Hữu Trường Giang ở thôn Đống Long, xã Hùng An, huyện Kim Động đã có niềm yêu thích, say mê với nghệ thuật chèo truyền thống. Trường Giang tham gia nhiều hoạt động văn nghệ ở địa phương và các chương trình hội diễn trong tỉnh. Bố mẹ làm ăn xa nhà nên từ nhỏ Trường Giang sống cùng bà nội. Bà em vốn là người yêu thích nghệ thuật chèo nên Trường Giang đã ngấm và yêu chèo từ đó. Không chỉ nghe bà hát, mỗi ngày Giang còn cùng bà ngồi tập hát chèo theo các bản thu trên mạng. Cứ thế, dần dần, chèo đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi ngày của hai bà cháu. Cái nghệ thuật hát chèo là từ của ngoại, xong đến chị gái tôi cũng biết hát, xong đến tôi cũng hay hát chèo. Thế xong là cháu cứ bắt trước thì tôi cũng cứ dạy cháu từng đoạn. Tôi cứ nghe các nghệ sĩ là chỗ nào luyến ái thì tôi bảo cháu thôi. Em cảm thấy rất vui, rất tự hào vì mình có cái năng khiếu có thể hát chèo. Lúc em rảnh rỗi em có thể bảo bà dạy em những làn điệu chèo khác và chỗ nhất là chỗ ngâm viểu của em vẫn chưa được. Ban đầu nghe và hát chèo chỉ là niềm vui hàng ngày của hai bà cháu. Nhưng đến khi Trường Giang đi học tiểu học, năng khiếu này của em đã được các thầy cô trong trường tiểu học và trung học cơ sở Hùng An phát hiện bồi dưỡng thêm. Không chỉ hướng dẫn một số làn điệu, các thầy cô còn giúp Trường Giang có thêm kỹ năng biểu diễn, tự tin hơn trên sân khấu. Các tiết mục chèo của em nhờ vậy mà cũng trở nên trau chuốt và được nhiều người biết tới hơn. Tôi nhận thấy rằng là em Giang là một em rất có năng khiếu về âm nhạc, đặc biệt là đối với nghệ thuật hát chèo. Cái bộ môn nghệ thuật hát chèo này thì nói thực là rất là khó đối với học sinh tiểu học, nhưng mà với cái niềm đam mê cũng như là cái sự truyền cảm hứng của chính là người bà nội của em mà đã nuôi dưỡng cho em niềm đam mê hát chèo từ khi phát hiện ra cái một năng khiếu rất là nổi bật đó là em Giang, thì bản thân tôi cũng như là nhà trường đã tạo điều kiện hết sức cũng như là phát huy hết cái thế mạnh của em Giang để làm cho các tiết mục văn nghệ của trường ngày một trở nên đặc sắc hơn ạ. Có năng khiếu và đam mê, thế nhưng cho tới nay Trường Giang cũng chỉ biết đến nghệ thuật chèo thông qua việc tự học trên mạng hay qua sự dạy bảo của bà nội. Điều mong muốn lớn nhất của em là
trong thời gian tới sẽ được học thêm nhiều hơn về nghệ thuật chèo một cách bài bản hơn để em có thể trở thành một nghệ sĩ hát chèo chuyên nghiệp. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chuyên mục văn hóa và đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.